tại là mình đang di chuyển ở chỗ này là khu vực trung tâm của cái khu vui chơi giải trí Tuần Châu. Mình sẽ vào một cái quán cà phê nó gọi là Harmony. Cái quán này là người ta mới đưa vào khai thác. Và trong công viên Kinh Công này thì ở phía đằng sau ấy thì người ta sẽ làm rất nhiều các tượng Kinh Công to nhỏ đầy đủ hết. Đây là khu vực này là người ta làm thêm cả các cái hoa giả như hoa đào ấy. Thì rất là hay. Cái con đường đi lên cái khu vực này mình thấy giống giống như đường lên Đà Lạt đấy mọi người.
có dốc rất là cao. Đây, đến đây là nhờ chỗ để xe ô tô ở đây rồi. Đấy, và có một cái lối vào đây. Mình đang ở vị trí này là một cái sân khấu để biểu diễn nhạc nước đấy mọi người. Đấy, nhìn cũng rất là hoành tráng đấy. Ở đây thường thường người ta sẽ mở vào các buổi tối thì có cái nhạc nước rất là đẹp. Chỗ này là khu vực cổng của cái chuỗi cà phê người ta mới mở ở trên cái đồi thuộc đảo Tuần Châu mọi người. Nhìn các cái cây thông này nhìn rất phong cảnh rất là giống Đà Lạt. Ở đây người ta bố trí một cái quầy như là quầy bán vé này, quầy bảo vệ này, mô hình như cái xe rất là đẹp nha mọi người. Cái phía xa xa thì mọi người có thể thấy là cái khu vực vịnh Hạ Long này ở phía xa xa kia. Còn đường ở bên trong cái khu vực này là nó người ta làm cảnh trí là giống giống như là Đà Lạt đấy. Đấy, từ xe ta chở du khách lên cái khu vực này. Đây là cái con đường ở trên cái đồi Harmony đấy mọi người. Cây thông rất là lớn, rất là to. Đây có rất nhiều các cây thông lâu năm này mọi người. Cảnh quan này rất là mát mẻ. Đứng ở vị trí này là nhìn thấy toàn bộ cái khu sân khấu nhạc nước. Và chỗ đây là trồng rất nhiều cái cây rất là đẹp đây mọi người. Và hàng cây. Còn chỗ này đây là cổ vào đây, cổ vào của cái khu vui chơi giải trí này, khu quán cà phê này. Đây ngay ngoài cổng mình thấy họ trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu này. Đây, vì là mọi người cũng thông cảm là hôm nay là có các cái đoàn khách người ta đã đăng ký rồi. Thế là mình đến đây là không, hôm nay người ta không chứng minh lại. Rất là buồn, thì mấy trăm cây số đến đây. Thế là mình sẽ hẹn mọi người ở một video sau nhé. Thì hôm nào là mình vào sẽ review tất cả các chi tiết ở trong cái khu vực này. Khách người ta đến, thế là hôm nay là rất là tiếc là mình đến khu vực này lại không được vào tận nơi. Mình giới thiệu cho mọi người trước mặt kia là vịnh Hạ Long, đứng ở trên này là rất là mát. Và ở đây mình thấy thêm có cả thêm một cái sân khấu nữa này mọi người. Còn đợi ơi đấy mọi người.
Vâng. Đây chỗ này là cái công viên còn nhiều là nha mọi người. Để người ta làm tất cả những các cái bộ xương hóa thạch. Đây là một chú đấy ơi. Rất là khủng. Đang phun nước ra từ miệng. Đây mình đang đứng ở vị trí này là người ta gọi là công viên Kinh Công. Phong cảnh rất là đẹp. Người ta tạo ra các thác nước nhân tạo rất là nhiều.